Vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay lại với livestream tiếp theo của kênh xe đạp hải phòng.com. Và trong video vừa trước thì em đã giới thiệu và đánh giá cùng quý vị và các bạn chiếc Chevao màu trắng. Và tiếp theo trong video này em sẽ review đánh giá với quý vị và các bạn chiếc Chevao mới về tiếp theo, đó là cũng hiệu Chevao nhưng mà là màu xanh và lớp sơn cũng rất đẹp, không khác gì con trắng kia. Vâng, và em là Kiên, đầu chọc tại xe đạp hải phòng.com. Xin chào quý vị và các bạn. Vâng, bây giờ em sẽ tiến hành đổi camera để mà quý vị và các bạn có thể trải nghiệm cái chiếc xe này nó một cách dễ dàng hơn. Vâng, và trong cái khung hình đây là chiếc xe đạp Chevao hiệu Chevao đã được sử dụng tại thị trường Nhật Bản và được, xin chào bác Hồng Não Gia, đã qua sử dụng tại thị trường Nhật Bản và được xe đạp Hải Phòng nhập về cho để phục vụ quý vị trong mùa hè năm nay. Thì chiếc xe này thì cũng giống ở chiếc xe ở livestream trước, đó là màu cùng hãng nhưng mà khác màu. Quý vị có thể thấy là có một số cái tem mã của cái nhà cung cấp, ví dụ như của Asahi cung cấp này. Tem đã qua sử dụng tại Nhật, nước sơn rất là đẹp, chỉ hơi xước một chút. Những cái xe mà thường ở những cái xe mà do xe đạp Hải Phòng bán ra thì tất cả là giữ sơn nguyên zin, không bắn tút, không dặm gì hết, tất cả để nguyên zin hết. Nên là quý vị đã biết là cái lớp sơn zin của xe đạp Nhật bãi thì rất là cứng và rất là tốt, không thể nào vào cái lớp sơn mà bắn tút của Việt Nam mình thì có thể tốt bằng được. Nên là bên cửa hàng chúng em là để nguyên, không có làm lại gì hết. Vâng, và bây giờ như thường lệ là các cái video khác là chúng ta sẽ tiến hành đo size của chiếc xe đạp này. Size của chiếc xe đạp sẽ là bằng từ tâm của trục đạp, tâm của trục đạp lên đến khóa yên. Là xe size của xe đạp này là 43 cm, bằng size với con xe trắng ở video trước, size là 43. Ok, như vậy là cái size của xe đạp này 43 cm thì vừa phù hợp với những người có chiều cao từ hơn 1m6, 1m62 cho đến 1m75 có thể sử dụng tốt với cái chiều cao của chiếc xe đạp này. Và xe được trang bị bánh 700C nhân 32, vành nhôm 2 lớp, đũa inox Meyer nhôm. Xin chào chị Thế Hiền. Xin chào chị Thế Hiền, cảm ơn chị Thế Hiền ạ. Xin chào chị Thế Hiền, Hiền Thế. Vâng, em cảm ơn chị. Xe được trang bị líp vặn 7 tầng hiệu Shimano. Bên cạnh đó là đi cùng đó là một bộ đè Shimano Tour Lay. Xích líp nguyên bản, hoạt động nguyên và ngon lành, tất cả bộ chuyển động này là hoạt động ngon lành. Tầng trước chúng ta có một đùi đĩa 3 tầng. Một đùi đĩa 3 tầng và cùng với đó là một bộ chuyển đĩa cũng hiệu Shimano luôn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, là cái xe này là được cái cặp lốp rất là mới. Cặp lốp rất là mới. Xin chào anh Bai Hạnh. Anh Hạnh Bai, xin chào anh. Cặp lốp rất là mới. Đằng trước cũng vậy, lốp rất mới, rất đẹp luôn. Ta lông còn rất là dày. Và như chúng ta thấy thì xe cũng có một cái trang bị một cái yên nguyên bản, chưa rách, không phải bọc lạ. Yên rất đẹp. Yên rất đẹp luôn quý vị ạ. Thì như quý vị biết là tất cả những cái xe mà xe đạp Hải Phòng bán ra hầu như là để nguyên bản, không có mông má xì tút gì cả. Đây quý vị có thể thấy nước sơn nguyên bản này, chúng ta cào thoải mái luôn, không có vết xước nào luôn. Nó cào thoải mái, không vết xước luôn. Rất cứng, nước sơn nguyên bản của Nhật Bản thì rất cứng, rất đẹp. Vâng, giá của chiếc xe này là khoảng gần 5 triệu đồng. Quý vị quan tâm đến giá của chiếc xe này hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975 709 943 để biết giá chính xác và những cái phụ kiện và chế độ bảo hành đi kèm mà khi mua xe đạp tại shop của chúng tôi. Vâng, xin chào anh Sơn Hồ. Đằng trước thì xe cũng được trang bị một cái chiếc giảm sóc SR Sun Tour, vì đây là dòng touring nên là có trang bị giảm sóc. Thường là sẽ được trang bị giảm sóc. Hiệu SR Sun Tour là một cái hiệu rất là phổ biến ở trong xe đạp thể thao Nhật bãi. Và cụm phanh V là hiệu Techo, một hiệu quá nổi tiếng
quá nổi tiếng của xe đạp Nhật bãi rồi. Trên tay phanh cũng là phanh Techo. Chúng ta có tay chuyển số, một bên là tay vặn 7 số để mà chuyển líp, và một bên là tay vặn 3 số để mà chuyển đĩa. Tại ngoài ra chúng ta có tay cầm. Chiếc xe này tôi xin nhắc lại là có size là 43cm, phù hợp với những người có chiều cao từ 1m62 cho đến 1m75 đều có thể sử dụng tốt chiếc xe này. Và giá của chiếc xe này là khoảng gần 5 triệu đồng. Quý vị quan tâm và muốn tìm hiểu thêm về giá của chiếc xe này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975709943. Đây là số điện thoại có cả ở trên Zalo và trên Facebook, 0975709943. Quý vị sẽ liên hệ với chúng tôi để biết được những cái ưu đãi mà quý vị được hưởng khi mua xe tại shop chúng tôi, chế độ bảo hành và những phụ kiện đi kèm. Ngoài ra chúng tôi còn rất là nhiều những cái xe đạp thể thao khác mới nhập về cho ở cửa hàng để phục vụ quý vị trong mùa hè này. Nếu mà quý vị quan tâm, xin chào quý vị. Nếu mà quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao và các cái cách hướng dẫn sửa chữa thì quý vị hãy ấn like video, ấn like live stream và ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng ở trên Facebook và ấn chế độ xem trước, thì khi chúng tôi có live stream mới thì quý vị là những người được xem đầu tiên. Còn nếu quý vị đang xem ở trên nền tảng YouTube, quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh. Và bên cạnh nút đăng ký có chiếc chuông thì quý vị sẽ là người được YouTube đầu tiên ưu tiên hiển thị khi mà chúng tôi up video mới trên kênh. Xin cảm ơn quý vị đã xem video. Xin và đến đây là mình xin kết thúc cái video livestream review đánh giá chiếc xe đạp thể thao hiệu Chevao khung nhôm size 43, phù hợp với những người một cao 1m62 cho 1m75 có thể phù hợp sử dụng thoải mái, và giá là gần 5 triệu đồng. Quý vị quan tâm hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0975709943. Cảm ơn quý vị đã xem livestream. Xin chào bác Sơn Hồ, chào bác Mai Hạnh, chào chị Hiền Thế, chào bác Hồng Não Gia. Cảm ơn các bạn đã xem video của em. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.